皆さん、こんにちは。コスモスのゾンです。Xin chào tất cả các bạn. Mình là Zong Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Setsubun. Setsubun đó chính là một yoshi, một lễ hội, một nghi thức văn hóa của người Nhật. Và chúng mình cùng nhau tìm hiểu nhé. Chữ Setsubun này bắt nguồn chữ tiết và chữ phân. Bản thân chữ tiết này là trong cái từ mà kisetsu là mùa, khí tiết, hay là fushi là chỉ những cái đốt, những cái đoạn đó. Thì tiết trong thời tiết này. Thế còn phân là gì? Phân này chính là trong phân chia, wakeru, đúng không ạ? Và tiết phân thì chính gọi là setsubun. Và hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về setsubun dưới một nội dung bài viết song ngữ Nhật Việt bên dưới nhé. Motomoto setsubun というのは立春、立夏、立秋、立冬の前の日のことを言いました。Thì vốn dĩ 節分 là chỉ về ngày mà trước cái ngày lập xuân, lập hạ, lập thu hay là lập đông. その中では立春が一年の始めと考えられていましたから、春の節分が一番大切でした。Trong đó thì người ta cho rằng lập xuân là chỉ bắt đầu của một năm, thế nên 節分 của mùa xuân chính là quan trọng nhất. 今では節分といえば立春を指すものとなっています。Hiện nay, khi người ta nói đến 節分, chính là để chỉ về ngày lập xuân. 立春は2月3日に来ることが多いのですが、2日や4日のこともあります。Lập xuân thì thường vào ngày mùng 3 tháng 2, thế nhưng mà cũng có khi là sẽ vào ngày mùng 2 hoặc ngày mùng 4. Và với năm 2020 thì sẽ vào chính ngày mùng 3 tháng 2, vào thứ hai. この日は旧暦で冬の最後、一年の終わりの日に当たりますから、新たな春を迎えるために前年の邪気を払って福を招く用事が行われます。Vì theo lịch âm thì ngày này thì trùng với ngày mà cuối cùng mùa đông kết thúc cho một năm. Thế nên là để đón chào một mùa xuân mới thì người ta sẽ tiến hành cái nghi lễ đó là việc mà xua đuổi những cái tà ma, những cái điều xấu trong năm trước và đón chào những phúc lộc, những điều may mắn của một năm mới đến. その代表が豆まきです。豆まき ở đây chính là mame là đậu, maki là ném. Ý là gì ạ? Mame maki chính là một nghi lễ tiêu biểu trong đó, đó là ném đậu. Mame maki wa setsubun no hi no yoru 8時から10時くらいの間に、はじめは玄関、そして各部屋へと戸を全部開けて大きな声で、鬼は外、福は内を2回繰り返しながら豆をまきます。Và cái hoạt động mà ném đậu này sẽ được lặp đi lặp lại khoảng 2 lần vào cái đêm của ngày Setsubun đó và trong khoảng là từ 8 giờ cho đến 10 giờ tối. Thì đầu tiên họ sẽ ném ở phía mà hiên nhà, gen cổng. Sau đó thì người ta sẽ ném đến các phòng. Và lúc ấy là cửa sẽ mở tất cả các loại cửa ra. Và họ sẽ hô thật lớn. Quỷ dữ ra ngoài, phúc lộc vào trong. Đó. Oni, oni wa soto, phúc wa uchi. Oni wa ikka no goshujin ya chounan, matawa yakudoushi no hito ga okonatte imashita ga, 現在は家族で楽しみながら行うオタクが多いようです。Trước đây thì quỷ dữ thì thường là do cái người chồng hay là trưởng nam, nghĩa là người con trai trưởng á, trong một gia đình hay là người mà chính là có cái tuổi hạn, ví dụ năm tuổi hạn của đúng vào năm đó. Thế nhưng mà gần đây thì lại có khá là nhiều những gia đình cả nhà cùng nhau vui vẻ ném hạt đậu như thế này.巻き終えたら鬼を入れないようにすぐに戸を閉めます。Và sau khi ném hạt đậu xong thì họ sẽ đóng ngay cửa lại để cho quỷ dữ hay những cái điều xấu xa không thể vào trong được. この後家族で年齢の数だけ豆を食べます。Và sau đó thì cả nhà sẽ cùng nhau ăn cái số hạt đậu mà theo đúng cái số tuổi của mình. 厄同士の人は一つ多く食べて早く厄同士が終わるように願います。Người mà có tuổi hạn và đúng năm đó thì sẽ ăn thêm một hạt đậu so với tuổi của mình để cầu mong cái năm hạn tuổi hạn đó sẽ mau chóng qua đi.
この豆まきの風習は、室町時代に始まりましたが、元は7世紀頃に中国から伝わった鬼払いの儀式、ついなで、山や災害などを鬼に見立てて、桃の弓、足の矢で追い払うものでした。Thì cái phong tục ném đậu này á, là được bắt đầu từ thời Muromachi. Thế nhưng mà thực tế thì là trước đó thì từ thế kỷ thứ 7 rồi, thì do ảnh hưởng từ Trung Quốc nên người Nhật cũng có cái nghi thức đó là Tsui no, đó là xua đuổi tà ma, ác quỷ. Thì họ coi bệnh tật này hay là những thiên tai là quỷ dữ, và họ sẽ lấy cành đào làm mũi tên và lấy lau sậy thì làm cung để nhằm vào cái con quỷ dữ này để bắn.で、そうだよ。この弓矢が豆に変わったのが豆まきだと言われています。Và người ta cho rằng cung tên này thì được thay bằng mame maki, nghĩa là việc mà ném hạt đậu. Mame maki の他に、恵方巻きを食べて縁起を担ぐ人も多いです。Có rất là nhiều người thì ngoài cái việc ném hạt đậu ra, họ cũng ăn cái cơm cuộn mà chỉ cái hướng may mắn.Đó, Ehomaki. E ở đây chính là chữ huệ, còn ho là phương, maki là việc quấn nặn quận, thì nó là cái cơm quận mà mang nhiều những cái sự may mắn. Thì kimerareta hoko muite ehomaki o maru maru ippon hitokoto mo hanasazu ni tabe nakereba naranai という ruru ga arimasu. Thì có một cái quy định ở đây á, đó là gì? Họ sẽ hướng vào cái hướng mà đượckquy định sẵn rồi, và họ sẽ ăn hết một cái cơm cuộn hướng may mắn này, Ehomaki này, và không có nói lời nào cả mà phải ăn hết nhá. Thì đấy là có cái quy định là như vậy. Vậy thì cái Eho là cái phương hướng mà may mắn đó thì là gì? Koko de iu hokaku wa sono toshi no ichiban ii to sareru mono desu. De, tatoeba 2020 年は seinan nishi desu. Và cái hướng may mắn đó thìNgươi ta sẽ được quyết định theo mỗi năm thì có sự khác nhau đúng không ạ? Và ví dụ như năm 2020 thì cái hướng may mắn ở đây chính là hướng Tây, Tây Nam. Khi thầy gặp ta là mame maki ka eho maki o tameshite kudasai. Và nếu mà các bạn có cơ hội thì hãy thử trải nghiệm với cái việc ném hoạt động cũng như là ăn cái cơm quận eho maki này nhé. Kyou wa kore de kantan ni setsubun mame maki eho maki nitsuite setsumei shimashita.ご清聴ありがとうございました。センチャーは、hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.